Nhưng mà anh này chặt khoảng gì anh chị? Cái rựa nãy của em hả? Anh ơi, nhóm bếp mà khói quá vậy nè. Khói trừ hao có lửa. Kê đâu chị? Tét rồi đó, con sự tét nhẹ. Tét thịt mới mau chín phải không chị? Làm mặn một lần đi. Chặt mặn. Lần tét luôn rồi. Đổi. Trời ơi, rốt cuộc anh chặt riết không có ống nướng anh. Ê, cái này mình có cái cưa ha. Cưa cái đó dễ hơn. Sắp tét nữa rồi đó. Tuyệt vời, cây ống lồ ô dùng để nướng thịt đã được công danh phá nát. Giờ làm sao này đây? Nướng được không? Không làm được nữa. Tét là không làm được hả? Tét hết trơn nữa rồi ha. Tét mình cột hai đầu mình nướng được. Trong lúc Đấn Nam Nhi không thể hiện được sức mạnh cơ bắp của mình, thì đã có sự dịu dàng của gái thuyền quyên cứu giúp. Rồi. Hay. Người đàn ông của năm phải không? Đi rửa cái ống đi anh. Gọi là có một khúc này thôi là nướng được hả chị? Nước mình ở đâu vậy? Chị mẹ già mặt ông già. Đây. Mẹ đi Thủy ơi. Xong rồi.